Nên mặc gì đây ta? À, đây thật là cây đũa thần sao? Wow, chiếc vương miện. Yeah, tuyệt vời. Wow, mình có thể đi xem bóng rồi. Nên chọn ai đây? Người này không, hay người này cũng không. Tuyệt vời nè, anh chàng đây rồi, anh chàng thật hoàn hảo. Gì chứ, đây chính là hoàng tử sao? Chào người đẹp, ngồi đi. Anh chàng đây rồi, xin chào. Công chúa, mình đây. Bạn đi đâu vậy? Được gặp bạn. Thật tuyệt khi được gặp bạn, hoàng tử. Wow, Tinder đã tìm ra mảnh ghép hoàn hảo cho mình. Hoàng tử của mình đâu nhỉ? Ở đây nè. Gì vậy? Là chú cốc sao? Xin chào. À, xui quá đi. Trời sáng rồi, đến lúc thức dậy. Này sẽ là ngày đẹp trời. Và tuyệt vời hơn nữa khi mang trang điểm cầu vồng. Chào buổi sáng. Và bánh quế đã sẵn sàng. Thời tiết thế nào nhỉ? Bánh quế cháy giòn. Mình đã làm mát hơi thở của mình. Tất cả đã xong, mang vào đi. Đây là chú ếch của bạn, thưa hoàng tử. Một chút tươi mát sẽ không hại gì. Wow, bạn thật sự là công chúa. Đẹp quá đi. Cho phép mình được tự giới thiệu. Chờ đã, cái đĩa đang cản trở chút. Này, công chúa ở đâu nhỉ? Chú ếch này bị hỏng rồi. Một chú cốc. Wow, công chúa. Xin chào. Xin lỗi, bạn không phải là mẫu người của mình. Bạn làm mình tổn thương. Làm mặt xấu rất vui. Buồn cười quá đi. Không, không, không. Không phải TikTok. Gì chứ, mình đang thịnh hành. Hàng triệu lượt thích. Thật may mắn. Mình sẽ quay TikTok. Bỏ giá vẽ này đi. Nhưng mình đang thiếu cái gì đó. Vâng, đen. Wow, hoàn hảo. Ánh sáng ấm áp trông thật tuyệt vời. Mình sẽ quay một TikTok về việc đi từ rách rưới đến giàu có. Lượt thích đâu rồi ta? À, có rồi. Một thông báo. Lượt thích đầu tiên đây. Gì chứ? Trái tim không còn nữa. Không xứng đáng với mình.
mình không muốn. Cất nó đi. Anh chàng ở đây, hoàng tử của mình. Công chúa, hư không? Ngã như một công chúa là kỹ năng thật sự. Đưa tay cho mình. Xin chào, buổi tiệc rất tuyệt vời. Đồ uống rất ngon. Hư không? Xin lỗi, mình không cố ý. Công chúa, hoàng tử, đây là dành cho bạn. Thật là đẹp. Wow. Cỏ 5 lá, nghĩa là mình may mắn. Sổ số công chúa bắt đầu. Các con số chiến thắng là 1 2 3. Đăng quang đã đến. Vương miện, hư không? Thật may mắn. Mọi thứ đã sẵn sàng để đăng quang. Vương miện đâu ta? Nhanh lên nào. Ồ, cuối cùng mình đã đợi mãi. Này, chiếc nhẫn nữa. Nữa. Bắt đầu thôi nào. Đậu đằng kia, đậu lăn đằng kia. Một đồng xu, một đồng tiền vàng. May mắn quá đi. Ôi, thật là nhàm chán. Wow, hai đống hạt hoàn hảo. Thậm chí không khó tí nào. Đậu ở đây, đậu lăn ở đó. Chán quá. Không, đậu Hà Lan. Bạn đừng đến đó. Tại sao công chúa cứ phải làm mấy trò ngu xuẩn hoài vậy? Đây là hạt cuối cùng. Xong rồi. Hư không, tất cả lại bị trộn lẫn một lần nữa. Công chúa, hãy rẽ sang trái, làm ơn. Vâng, tất nhiên. Có tin nhắn. Công chúa, bạn quay lại đi. Xin lỗi nha. Bước chân dung đã hoàn thành, bạn nghĩ sao? Thật ấn tượng, bạn quá tài năng. Cảm ơn nha. Mình phải ngồi đây bao lâu nữa? Không biết ngồi vẽ một bức chân dung lại khó đến thế này. Hãy để mình xem bức chân dung nào. Được rồi, hãy xem đi nè. Biểu cảm đẹp quá đi. Thật không thể tin được. Mình phải vẽ cái này. Đây nè. Xong rồi. Thật không? Mình nghĩ xong việc ở đây rồi. Bạn có thích video mới của bọn mình không nào? Sau đó bình luận bên dưới và cho bọn mình biết bạn thích công chúa nào hơn. Người may mắn hay người không may mắn?
và các bạn hãy đăng ký kênh của bọn mình, thích video này và bấm chuông thông báo. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video mới vui nhộn nào từ Woohoo.